Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh video chính thức của Sunray Việt Nam. Chúc mừng các bạn là một cái chiếc xe cũng khá quen thuộc với những anh em mà đã từng bán các loại xe của Đông Ben. Đây là một cái chiếc xe X30L, chiếc xe 7 chỗ của nhà máy Sunray. Thì đã có rất nhiều các cái video về cái sản phẩm này rồi, nhưng hôm nay trên cương vị của nhà sản xuất thì kênh Sunray Việt Nam sẽ làm một cái video đánh giá về cái sản phẩm Đông Ben X30L phiên bản 7 chỗ này. Thì chúc mừng các bạn là một chiếc xe màu xanh được nhập khẩu hoàn toàn từ Trung Quốc. Các cái linh kiện ở trong xe này và chiếc xe này được nhập khẩu hoàn toàn từ Trung Quốc nha các bạn. Vì nhà máy vẫn hiện tại đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có cái kế hoạch cụ thể rằng là bao giờ sẽ ra mắt cái sản phẩm này trong Việt Nam và thương mại hóa nó được bán trên thị trường. Thì đây chỉ là một cái sản phẩm mà nhà máy đã lắp ráp ở bên Trung Quốc và đem về Việt Nam để cho tất cả mọi người có thể chiêm ngưỡng và đánh giá cái sản phẩm này thì Việt Nam nó có thể bán chạy được hay không. Thì mình sẽ đi một vòng qua cái chiếc xe này cho các bạn có thể nhìn qua. Thì có rất nhiều các cái video về cái sản phẩm này ở trên mạng rồi, nhưng mà những cái video mà thực sự có chất lượng thì gần như là chưa có. Thì hôm nay Sunray Việt Nam sẽ giúp các bạn có một cái video mà sắc nét hơn, kỹ hơn và chất lượng tốt hơn để cho các bạn có thể có được cái nhìn cụ thể về cái sản phẩm này. Mình sẽ đi một vòng để cho các bạn xem. Đó, sản phẩm này có một màu xanh nước biển, xanh khá là đẹp. Ở bên Trung Quốc thì cái sản phẩm này có rất là nhiều màu, thì khách hàng hoàn toàn có thể lựa chọn được màu. Và sau một khoảng thời gian, nó rơi từ khoảng 3 đến 5 ngày thì cái sản phẩm đó sẽ đến được tay người sử dụng. Thì cái lớp sơn này với cái công nghệ sơn rất là nhiều lớp đặc trưng của Sunray. Với các cái sản phẩm như X30 hay là T30 thì nó cũng có cùng cái công nghệ sơn này. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết cái sản phẩm để cho các bạn thấy được nó khác biệt gì so với những cái sản phẩm Đông Ben X30 có ở thị trường Việt Nam. Thì trước tiên mình và các bạn sẽ cùng tìm hiểu qua về những cái đặc điểm dễ nhận biết nhất khi mà chúng ta nhìn vào lần đầu tiên. Đằng sau này các bạn sẽ nhìn thấy cái logo là X30 và chữ L cao như thế này. Đó, X30 và chữ L. Chữ L này được kéo dài hơn so với logo tổng thể. Đó. Ở đằng sau thì cái logo Đông Ben được thay thế bằng logo SRM. Ở đây có chiếc khóa để mở cốp sau. Cái chiếc sản phẩm này đã lắp sẵn camera lùi. Camera lùi này là camera chính hãng của nhà sản xuất các bạn. Ở đây chúng ta có một cái cụm đèn là đèn nét rất là đẹp. Tí nữa mình sẽ bật lên để cho các bạn xem. Bộ mâm đi theo bánh cũng có cái thiết kế hoàn toàn mới và logo SRM ở giữa. Đó. Ở đằng này chúng ta sẽ thấy có một cái chân để chúng ta có thể bước lên xe. Tay lắm thì trước đây với các phiên bản của xe Đông Ben, tay lắm này mạ chrome, thì sản phẩm này chỉ được mạ chrome ở một phần rất là nhỏ giữa cái thanh nắm này thôi. Trước đây thì nó được mạ chrome hoàn toàn cái bộ phận này. Chúng ta sẽ có gương, và gương này vẫn chỉnh cơ chứ chưa phải hoàn toàn là chỉnh điện. Đèn xi nhan được đặt ở đây cũng là led nha các bạn. Cái này thì nó chỉ điểm xuyết thôi chứ nó không có đèn ở trong này. Đằng trước chúng ta có cái cụm đèn, các bạn có thấy nó rất là đẹp không ạ? Đèn cốt pha Michelin rất giống một chiếc xe con đúng không ạ? Đây nữa, tấm đèn sương mù giải tản nhiệt để biển và logo SRM rất là to ở đây. So với những cái sản phẩm Đông Ben trước đây ấy, thì cái logo này rất là dễ bị rơi. Thế nhưng mà cái sản phẩm này thì nó được đính hẳn cái logo vào trong cái hốc tản nhiệt như thế này. Nó rất là chắc chắn và hạn chế cái tình trạng rơi. Đó, các bạn thấy cái tổng thể nó cũng khác biệt đúng không ạ? Và đằng sau cũng như vậy. Thì bây giờ mình sẽ vào trong xe. Cái sản phẩm này là cái sản phẩm được bê nguyên từ nhà máy mẹ bên Trung Quốc về.
chúng ta sẽ thấy được những cái điểm khác biệt khá là nhiều so với những sản phẩm Việt Nam. Ghế này là ghế da các bạn, so với X30 và T30 thì ghế lỉ. Đây là ghế da. Các cái mối nối, mối hàn ở đây cũng có vẻ xịn xò hơn so với các cái sản phẩm X30 và T30. Lấy mở cửa bằng chrome. Cái này thì bằng chrome hoàn toàn nhé. Rồi hàn su. Mình thấy rằng có vẻ rất là, nó khá là dễ bong đấy. Ok. Mình sẽ ra khoang lái nhé. Rồi, và mình đã bước vào khoang lái để cho các bạn thấy được những cái điểm mới của cái sản phẩm này so với những cái sản phẩm của Việt Nam. Thì khi bước vào khoang lái, khi lổ máy lên thì mình sẽ thấy là nó sẽ khác biệt khá là nhiều, hiện đại hơn, sang trọng hơn so với các cái sản phẩm X30 hay là T30 của nhà máy Sunray hiện tại. Trước mắt các bạn trên màn hình có tất cả các cái thông số cũng như là cái hai cái đồng hồ cũng được hiển thị một cách nó rất là hiện đại và nó màu sắc hơn và đẹp hơn. So với X30 thì cái đồng hồ này nó chỉ là đơn sắc thôi. Cái màn hình đồng hồ này thì nó có vẻ là nhiều màu sắc hơn và hiện đại hơn. Ở đây cũng có đầy đủ các cái thông số để các bạn có thể nắm bắt được của chiếc xe của mình. Trên vô lăng chúng ta sẽ có cái logo SRM ở đây, tích hợp còi, các cái lấy chuyển số, các cái lấy bật đèn nó đầy đủ. Ở đây chúng ta sẽ có một cái cần số có vẻ hiện đại hơn. Cần số này thì nhìn hiện đại hơn khá là nhiều so với cái sản phẩm T30, X30. Lớp ra bọc cần số, ok. Bên tay chúng ta sẽ có cụm phím chức năng của điều hòa cũng giống với sản phẩm X30 nhưng mà nó đẹp hơn một chút. Đó, chúng ta có thể bật cần số ở đây. Các bạn thấy tiếng gió nó phát ra từ điều hòa không ạ? Điều hòa trên chiếc X30L này cũng có vẻ làm mát nhanh hơn theo như mình đánh giá. Chúng ta sẽ có một cái màn hình giải trí đa phương tiện ở đây. Các cái ốp của nội thất vẫn là giả da nhưng đây nó là bằng nhựa cho các bạn. Cũng được chia thành 3 khoang màu rất là rõ rệt. Thứ nhất là khoang dưới này, khoang giữa, khoang trên. Vẫn có đèn đọc sách như các cái sản phẩm T30 và X30. Rồi, ngoài ra thì không có gì khác biệt cả. Với cái chìa khóa nhé, các bạn có thể nhìn chìa khóa này. Chìa khóa vẫn giống như các cái chìa khóa ở Việt Nam thôi, không có gì khác biệt cả. Đó, bây giờ mình với các bạn sẽ qua cái khoang sau để xem nó có gì khác biệt. Đó. Với cái khoang sau thì cái sản phẩm này nó được ốp lỉ như thế này. Ở hàng ghế sau, hàng ghế trước cũng vậy. Ở đây sẽ có một cái logo Zinbay. Những cái sản phẩm mà lập nhập khẩu từ chung từ nhà máy mẹ Sunray sẽ có cái logo này. Ở Việt Nam thì mình nghĩ rằng khi sản xuất cái xe này ra nó sẽ không có cái logo này đâu. Đó. Chúng ta bước vào khoang nội thất. So với X30 V5 phiên bản 5 chỗ thì cái sản phẩm này ở cái hàng ghế đời thứ hai sẽ được cắt giảm đi một chỗ, chỉ ở đây chỉ để 2 chỗ thôi. Và hàng ghế đằng sau sẽ được thiết kế để chở 3 người. Như vậy tổng cộng là 5 này và 2 cộng cả tài xế là 7. Đây chúng ta sẽ có một cái hốc để cho cốc vào đây. Cái ghế này chúng ta cũng có thể là di chuyển tiến gần hơn hàng ghế trước và ra xa hàng ghế sau hơn để cho cái người ngồi thứ hai này có không gian hơn. Với hàng ghế thứ hai thì gương ở đây là chúng ta sẽ phải chỉnh cơ nhé, các bạn chỉnh cơ hoàn toàn là chỉnh cơ thôi. Đó, chúng ta sẽ có tay lắm ở đây và cái hệ thống điều hòa cũng vẻ xịn sò hơn các phiên bản. Đó. Hòa có vẻ xịn sò hơn các phiên bản X30 T30. Ok,
nó sẽ có cái đèn đọc sách ở đây. Hàng ghế đằng sau mình xem nào. Hàng ghế đằng sau này mình đánh giá nếu điều hòa kia để mà có thể chiếu xuống được hàng ghế sau này sẽ phải bật một lúc đấy. Nhưng hiện tại mình ngồi ở đây mình bật xe nãy giờ cũng phải được 10 phút rồi. Mình ngồi đằng sau này mà mình vẫn chưa thấy đằng sau này được mát lắm đâu. Khá là nóng. Ở đây chúng ta sẽ có lấy mở cửa này. Lấy mở cửa như này, bên kia cũng vậy, thích hợp cả dây đai an toàn cho các cái hàng ghế sau này. Ngoài đây là loa thẳng nhé các bạn, hiện tại là loa này là loa có, và cái sản phẩm này có tổng cộng là đếm xem, 6 loa cả thảy nha các bạn. 6 loa. Ok. Như vậy là chúng ta đã cùng xem qua cái nội thất của cái sản phẩm này. Đây là một trong những cái sản phẩm mà 7 chỗ một khi ra mắt thị trường Việt Nam thì mình nghĩ rằng nó sẽ được rất được những người dùng đón nhận. Cái sản phẩm này nói về không gian thì nó rất là rộng rãi và tiện nghi. So với Innova hay những chiếc xe 7 chỗ của các hãng khác thì mình đánh giá cái xe này rộng rãi hơn nhiều. Chúng ta có khoang để chân rồi, không gian để cho người ngồi thoải mái hơn rất là nhiều. Giờ thì chúng ta sẽ cùng ra cái hàng ghế đằng sau. Chúng ta sẽ ra ngoài thì mình cho các bạn xem cái đèn chiếu hậu. Thì cái sản phẩm này đèn chiếu hậu của nó được đèn hậu nó vẫn chưa sáng. Các bạn đợi mình một chút nhé. Ra đằng sau và các bạn đã quan sát thấy được cái đèn LED ở đằng sau này nó sáng như thế nào chưa? Giống như một chiếc xe con đúng không ạ? Vâng. Thì với cái sản phẩm này là một trong những cái sản phẩm mà theo mình đánh giá của nhà máy Sunray là một trong những cái sản phẩm mà được hoàn thiện theo phong cách của xe con nhất. Từ cái cách mà các bạn mở cửa, đóng cửa, từ cái cách mà chúng ta đề máy, chúng ta lổ máy, cho đến các cái thiết kế về đèn, về khoang nội thất cũng như khoang chỗ ngồi. Tất cả mọi thứ nó được hoàn thiện theo phong cách của một chiếc xe con. Và với mức giá mà nhà máy đang suy nghĩ, nó rơi vào khoảng hơn 400 triệu một chút thôi, thì mình nghĩ rằng khi cái sản phẩm này được ra mắt ở thị trường Việt Nam vẫn giữ nguyên được tất cả mọi thứ từ cái chiếc xe mà nhập khẩu hoàn toàn ở Trung Quốc này, thì đây là một trong những cái sản phẩm mà mình nghĩ rằng nó sẽ rất là được quan tâm. Vâng, các bạn có một ý kiến đóng góp gì các bạn có thể để lại ở dưới video. Hãy đóng góp những cái ý kiến để bên mình có thể làm được những cái video mà có chất lượng tốt hơn đến các bạn. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.